Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Quảng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chuyên mục tuyên truyền hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013. Ủy ban nhân dân thị xã họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2014. Đồng chí Nguyễn Duy Phùng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã thăm hỏi động viên tặng quà tiểu đoàn 83 tên lửa đang luyện tập trên thao trường. Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo hưởng ứng tuần lễ hành động chiến dịch toàn cầu giáo dục năm 2014. Quan điểm của các cựu chiến binh thị xã Quảng Yên trước những hành động sai trái của Trung Quốc đặt giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phần cuối chương trình có phóng sự phụ nữ xã Tiền Phong sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tuyên truyền hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay, chúng tôi tiếp tục thông tin tới quý vị nội dung bản hiến pháp 2013 về hiệu lực của hiến pháp và việc sửa đổi hiến pháp chương 11. Hiến pháp tiếp tục khẳng định hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất, mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với hiến pháp, đồng thời bổ sung và quy định rõ mọi vi phạm hiến pháp đều bị xử lý. Trách nhiệm của Quốc hội và các cơ quan nhà nước và của toàn dân trong việc bảo vệ hiến pháp điều 119. Về quy trình sửa đổi của hiến pháp đã cụ thể hóa các quy định về thẩm quyền đề nghị sửa đổi hiến pháp, thủ tục soạn thảo hiến pháp, quy trình thông qua hiến pháp điều 120. Theo đó, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp. Quốc hội quyết định việc sửa đổi hiến pháp, làm hiến pháp khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Quốc hội thành lập Ủy ban Dự thảo Hiến pháp, Ủy ban Dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội dự thảo hiến pháp. Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về hiến pháp do Quốc hội quyết định điều 120. Đây là điểm mới quan trọng thể hiện chủ quyền của nhân dân. Về kỹ thuật lập hiến, để hiến pháp thực sự là đạo luật cơ bản của nhà nước có tính ổn định lâu dài, hiến pháp chỉ quy định những vấn đề có tính nguyên tắc cần thể hiện khái quát, cô đọng, xúc tích. Theo đó, những vấn đề về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước được quy định rõ trong hiến pháp, còn quy trình, thủ tục, cách thức tổ chức thực hiện, chức năng, nhiệm vụ cần phải được điều chỉnh. Một số chủ trương chính sách cụ thể về phát triển ngành, lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, thể dục, thể thao, không quy định trong hiến pháp mà để luật điều chỉnh để đảm bảo tính linh hoạt trong bổ sung hoàn chỉnh chủ trương chính sách và trong quản lý điều hành. Về hiệu lực của hiến pháp và việc thi hành hiến pháp, để có các căn cứ pháp lý cho việc triển khai thi hành hiến pháp, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 64 quy định một số điểm thi hành hiến pháp, trong đó quy định rõ thời hạn công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày thông qua. Thời điểm hiến pháp mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, đồng thời quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức hữu quan trong việc tổ chức thi hành hiến pháp, trách nhiệm tuyên truyền phổ biến hiến pháp nhằm đảm bảo hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Một số vấn đề cần lưu ý trong đấu tranh làm thất bại những luận điệu kích động xuyên tạc các thế lực thù địch. Bảo vệ tính đúng đắn của cương lĩnh, điều lệ, đường lối của Đảng, bác bỏ những quan điểm sai trái, nhất là những quan điểm như phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ điều 4 của hiến pháp, đòi đổi tên Đảng, tên nước, đòi lập các tổ chức chống phá Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, muốn nước ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa tư sản và thể chế chính trị tư sản. Đấu tranh chống phá những luận điệu xuyên tạc, gây rối, phá hoại việc thực thi hiến pháp, nhất là những quan điểm như phủ nhận đóng góp của hiến pháp năm 1992 và những bổ sung điểm mới của hiến pháp, không công nhận hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013, xuyên tạc dân chủ xã hội chủ nghĩa trong quá trình thực thi hiến pháp và pháp luật, vu khống xuyên tạc quyền công dân, quyền con người trong hiến pháp, thổi phồng sơ hở yếu kém của hệ thống chính trị để kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Uốn nắn khắc phục những quan điểm, nhận thức lệch lạc, không đầy đủ về dân chủ và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
phê phán những quan điểm cho rằng việc sửa đổi hiến pháp năm 1992 không tạo ra những chuyển biến lớn. Quá trình sửa đổi tiến hành hình thức không đảm bảo dân chủ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thị xã họp phiên thường kỳ tháng 5 triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2014. Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chủ trì. Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2014 có chuyển biến tích cực. Các ngành kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác giải quyết đơn thư khiếu kiện được chú trọng. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện tích cực, chủ động xử lý kịp thời tình huống phát sinh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong tháng, thị xã đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 57,2 tỷ đồng, tính chung 5 tháng ước đạt 253,6 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành ước đạt 132,9 tỷ đồng. Thị xã chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa năm 2014. Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5 năm 2014. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm, ra soát để phấn đấu đạt các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm, ra soát để tăng cường thu ngân sách, quan tâm đến việc thu từ cấp quyền sử dụng đất, chú trọng đến việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tuyển dụng lao động. Tập trung hoàn thiện các quy hoạch, trong đó yêu cầu quy hoạch chi tiết về dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng cần hoàn thành xong trong tháng 6 năm 2014. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn quan tâm làm tốt việc phòng trừ sâu bệnh để đạt kết quả sản xuất cao, tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, việc giải ngân vốn đối với các địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Các vấn đề về quản lý đất đai môi trường, hỗ trợ hộ gia đình người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở, chuyển đổi hoạt động của một số cơ quan đơn vị sự nghiệp, giải quyết đơn thư khiếu nại cần tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn cần chuẩn bị các điều kiện để xây dựng trung tâm hành chính thị xã trong năm 2014. Sáng ngày 22 tháng 5, đồng chí Nguyễn Duy Phùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã cùng các đồng chí trong Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tiểu đoàn tên lửa 83, trung đoàn tên lửa 238, sư đoàn phòng không 363, quân chủng phòng không không quân hiện đang luyện tập trên thao trường khu vực Động Linh Minh Thành trên địa bàn thị xã. Trong cái nắng gay gắt của những ngày tháng 5, các chiến sĩ tiểu đoàn tên lửa 83 vẫn miệt mài với các bài tập trên thao trường, theo đúng tinh thần hiệp đồng với lực lượng sư đoàn không quân 371, luyện tập thực binh sân bay Kiến An, Hải Phòng. Để góp phần cùng tiểu đoàn luyện tập tốt nội dung đã đề ra, đồng chí Nguyễn Duy Phùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã cùng đoàn đã ân cần thăm hỏi, tặng tiểu đoàn một số thực phẩm như rau tươi, lợn thịt nhằm động viên tinh thần luyện tập của các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn. Đồng chí mong muốn tiểu đoàn tập trung luyện tập lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nghiên cứu, dự báo chính xác âm mưu thủ đoạn của địch, nhất là đối tượng tác chiến phòng không để có phương án quyết tâm chính xác, kịp thời, sẵn sàng chiến đấu đánh bại các cuộc tập kích đường không, đột nhập đường không của địch. Tích cực tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho bộ đội, trong đó chú trọng huấn luyện thực hành ứng dụng chiến đấu, coi trọng huấn luyện trong điều kiện phức tạp, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, triển khai thu hồi nhanh, làm tốt công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần xây dựng quân chủng phòng không không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 5, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Yên tổ chức chương trình hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động chiến dịch toàn cầu vì giáo dục năm 2014 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo phường Quảng Yên, đội ngũ thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và 380 em học sinh toàn trường. Chủ đề của tuần lễ hành động chiến dịch toàn cầu vì giáo dục năm nay là giáo dục và khuyết tật với thông điệp chính: người khuyết tật có quyền thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng. Buổi hưởng ứng đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa, chương trình giao lưu văn nghệ, tuyên truyền thông điệp giáo dục cho người khuyết tật. Qua đây, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh trong toàn trường có thêm những hiểu biết cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng, đặc biệt hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ và góp tiếng nói về giáo dục cho người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng. Từ đó giúp họ được sống hòa nhập bình đẳng trong xã hội. Nhân dịp này, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã trao tặng suất quà cho một em học sinh là trẻ em khuyết tật nặng của trường, đồng thời phát động ủng hộ quỹ vì người khuyết tật với số tiền thu được trên 10 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn,
cùng với nhân dân cả nước hướng về Biển Đông, nhân dân thị xã Quảng Yên, đặc biệt là cựu chiến binh, những người đã từng tham gia các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, cũng kiên quyết phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, bất chấp pháp luật quốc tế, ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Sau đây là ghi nhận về quan điểm thái độ của các cựu chiến binh trước những hành động sai trái của Trung Quốc. Những ngày qua, các hội viên Hội cựu chiến binh thị xã thường xuyên gặp gỡ nhằm chia sẻ thông tin về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam và thể hiện lập trường của mình trước hành động sai trái của Trung Quốc. Mặc dù hành động của Trung Quốc đã đi ngược lại các tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước, các thỏa thuận về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược được ký kết những năm gần đây giữa hai nước và làm tổn thương tình hữu nghị láng giềng của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Trung Quốc. Nhưng với tinh thần đề cao chính nghĩa, truyền thống nhân ái, hòa hiếu của dân tộc, quan điểm và các ý kiến của hội viên Hội cựu chiến binh thị xã là đề nghị Trung Quốc sớm rút giàn khoan ra khỏi biển đảo Việt Nam. Việc mà Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào thềm lục địa và khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì rõ ràng là một cái việc làm hoàn toàn là sai trái và nó đi trái với lại luật pháp quốc tế cũng như là trái với như là cái công ước về luật biển năm 1982 và cái quy tắc ứng xử trên Biển Đông mà các nước đã ký kết, trong đó Trung Quốc cũng đã là một bên ký kết. Thế thì cái việc khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam thì đã được thế giới và luật pháp quốc tế là công nhận. Thế cho nên là cái việc mà Trung Quốc đưa giàn khoan vào như vậy thì là tôi cho là một cái hành động là bất chấp pháp luật và bất chấp công lý. Thế cho nên việc làm nó hoàn toàn sai trái. Để mà bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước cái hành động ngang ngược của Trung Quốc đưa cái giàn khoan HD981 vào vùng biển của nước ta, thì đầu tiên toàn đảng, toàn dân ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, nhà nước. Nhân dân ta thì phải thật là bình tĩnh, tin tưởng vào đảng, thế và đừng để xảy ra các hành động quá khích, mắc mưu vào âm mưu của kẻ xấu. Phản đối kịch liệt những cái việc làm sai trái của Trung Quốc đặt cái giàn khoan vùng biển của Việt Nam. Và nhân dân cũng mong muốn đối với nhân Trung Quốc và các cái lãnh đạo của Trung Quốc giải quyết một cách và hòa giải để giữ cái mối quan hệ lâu dài giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, tránh sự xô xát trong cái chiến tranh để cho nhân dân hai nước cùng phát triển trong vấn đề phát triển kinh tế trong khu vực. Chúng tôi ở đất liền sẵn sàng là ủng hộ các đồng chí làm nhiệm vụ trên biển, kể cả cảnh sát và các chiến sĩ chốt trên đảo bảo vệ chủ quyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và chúng tôi tin tưởng rằng chính nghĩa sẽ thắng, Việt Nam nhất định được bạn bè ủng hộ thì chúng ta sẽ chiến thắng và sẽ giành lại được quyền biển đảo của chúng ta. Đó là lòng tin của nhân dân và tin của chúng tôi. Và chúng tôi cũng là động viên con em, và thực tế bây giờ tôi có 2 đứa cháu, 3 đứa cháu là làm nhiệm vụ ở quân chủng hải quân, cũng động viên các cháu là hãy kiên trì đấu tranh và sẵn sàng là ứng phó khi tình huống. Kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, thường xuyên cập nhật những thông tin về tình hình Biển Đông, lực lượng cựu chiến binh các cấp ở thị xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể ở các xã phường, tăng cường vận động tuyên truyền, giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, hướng mọi người đến những hành động đúng đắn để biểu dương, ủng hộ tinh thần đấu tranh của dân tộc. Đã là người Việt Nam yêu nước, không ai là không biết bình trước cái hành động của Trung Quốc vừa rồi đã đưa giàn khoan 981 vào lãnh hải của Việt Nam. Nhưng trước hết chúng ta cũng phải thấy một cái điều là phải bám vào cái quan điểm lãnh đạo của đường lối của Đảng và Nhà nước là yêu nước, và chúng ta phải giữ nguyên vẹn chủ quyền lãnh thổ, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo cái tình hữu nghị giữa hai đảng, hai dân tộc. Trước tình đó thì Hội cựu chiến binh thị xã sẽ có những cái chỉ đạo hội cơ sở cũng như là các cán bộ các cấp hội tăng cường cái công tác tuyên truyền giáo dục để cho nhân dân thấy được, thế và phải tập hợp mọi tầng lớp nhân dân để sẵn sàng làm những cái việc mà có thể làm được để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phối hợp với đoàn thanh niên của thị xã và giáo dục cho thanh niên thấy hết, nhận thức hết cái nhiệm vụ trong cái sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện tại, luôn phát động cái khí thế hào hùng của thanh niên hướng về Tổ quốc, hướng về biển đảo.
dân tộc Việt Nam đã đấu tranh lâu dài để có được nền độc lập như hiện nay, và lịch sử của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, dù Việt Nam yếu hơn nhiều mặt, nhưng với lòng yêu nước đúng đắn, có sự đồng lòng chung sức của cả dân tộc và sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên quyết tâm đoàn kết một lòng, chung sức cùng nhân dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Những năm qua, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay tín chấp qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, nhiều hội phụ nữ ở xã Tiền Phong đã đầu tư mở rộng các mô hình phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, các hộ này đã vươn lên thoát nghèo và trở thành các hộ có đời sống kinh tế khá giả. Nhưng muốn thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, các hộ này vẫn cần thêm sự hỗ trợ lớn về nguồn vốn vay. Tham gia xây dựng vùng kinh tế mới ở xóm 4 xã Tiền Phong từ đầu năm 2000, khi đó toàn bộ khu vực trang trại của gia đình chị Vũ Thị Lâm bây giờ là đồng hoang, cây cỏ mọc um tùm. Chủ động khai hoang và được hội phụ nữ tạo điều kiện cho vay vốn, chị đã đầu tư mua con giống gà vịt về chăn thả. Rồi dần nhân đàn mở rộng quy mô chăn nuôi, biết tính toán cân đối chi tiêu, thu nhập của gia đình chị ngày càng tăng, dần trả được vốn vay, trở thành hộ có kinh tế khá giàu ở xã. Với mô hình kinh tế vườn chuồng, trừ chi phí mỗi năm gia đình chị thu lãi từ 60 triệu đến 80 triệu đồng. Số tiền lãi này phần lớn lại được dùng để quay vòng đầu tư cho sản xuất. Với gia đình chúng tôi gọi là cũng nhờ được vay đồng vốn ra của Ngân hàng Chính sách Xã hội của phụ nữ, cho nên là cũng được nhờ cái đồng tiền đấy, cho nên là gia đình chúng tôi cũng mở mang trang trại. Thứ nhất là chăn lợn và chăn gà và vịt, cho nên là gia đình cũng mong tới gần đây để vay thêm được ít vốn nhiều hơn nữa thì mới phát triển là kinh tế hơn. Hội phụ nữ xã Tiền Phong hiện có 363 hội viên, tỷ lệ thu hút chị em phụ nữ đạt trên 80%. Bằng việc đa dạng hóa các hình thức hoạt động, đặc biệt quan tâm chăm lo đến đời sống của hội viên nên số lượng phụ nữ tham gia sinh hoạt hội trên địa bàn ngày càng tăng. Thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội Phụ nữ đã tạo điều kiện cho hàng trăm lượt hội viên vay vốn tín chấp phát triển các mô hình kinh tế với tổng dư nợ vốn vay trên 1,6 tỷ đồng. Mấy năm qua thì phụ nữ nghèo cũng được vay vốn, thì cũng đã xóa đói giảm nghèo, nâng cái mức thu nhập. Cái thứ hai nữa là một số hội viên nghèo đã được xóa nghèo và từ trang trại nhỏ vừa họ đã phát triển lên trang trại lớn. Cái mong muốn của chúng tôi muốn để xóa nghèo và để phát triển hơn nữa thì mong cái nguồn vốn này tạo cho chúng tôi được hỗ trợ thêm nhiều một cái mức vốn vay. Hiện tại chỉ được tối đa từ 10 đến 30 triệu thì nó còn cái mức vốn này còn thấp quá, chưa đủ nhu cầu để chị em phát triển. Phát triển đa dạng các mô hình kinh tế, tỷ lệ hộ phụ nữ thoát nghèo hàng năm đều giảm. Tuy nhiên, số hộ gia đình hội viên có đời sống kinh tế khá giàu còn ít, mới chiếm trên 15%. Để hộ gia đình phụ nữ thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, cần hỗ trợ thêm nguồn vốn vay, tạo điều kiện cho chị em phát triển, mở rộng các mô hình kinh tế. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Quảng Yên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.